đầu từ ngày 16 tháng 2 đến hết hôm nay 20 tháng 2, tất cả các địa phương trên cả nước đã hoàn thành công tác giao nhận quân đảm bảo trang trọng, an toàn. Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, trách nhiệm với Tổ quốc, các tân binh đã hăng hái lên đường, bước vào môi trường quân ngũ, quyết tâm rèn luyện, phấn đấu, xứng đáng với truyền thống quê hương, gia đình. Chúng tôi đã ghi lại được những cung bậc cảm xúc đan xen của tân binh và người nhà trong ngày đặc biệt này qua những hình ảnh ấn tượng và sâu cảm xúc. Nào ta hãy cứ đi thôi, lỡ thanh xuân bước vội. Lặng nhìn mây gió trôi qua, trở nên có vội vã. Hành trang mà ta mang theo gì, là khi đi chẳng cần nghĩ suy, bởi vì thích là được, sống cho cuộc đời tôi. Nào ta hãy cứ đi thôi, lỡ thanh xuân bước vội. Lặng nhìn mây gió trôi qua, trở nên có vội vã. Hành trang mà ta mang theo gì, là khi đi chẳng cần nghĩ suy, bởi vì thích là được, sống cho cuộc đời tôi. Những hình ảnh ấn tượng được ghi nhận tại lễ tiễn quân nhân lên đường nhập ngũ trên khắp ba miền của Tổ quốc càng làm cho mỗi chúng ta thêm tự hào, tin tưởng vào thế hệ trẻ hôm nay và gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các tân binh. Những thanh niên mới hôm qua còn bâng khuâng trong bộ quân phục mới thì nay đã trở thành tân binh và trở thành bộ đội Cụ Hồ. Để công tác tuyển quân đạt chất lượng, an toàn giữa điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, Cục Quân lực đã đề xuất với Bộ Tổng tham mưu, tham mưu cho Bộ Quốc phòng ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo sát hợp về công tác tổ chức, thâm nhập, khám sức khỏe và giao nhận quân tại các địa phương. Nhờ đó mà 4 ngày giao nhận quân đã diễn ra theo đúng chỉ đạo, ngắn gọn nhưng vẫn trang trọng, vui tươi, rộn ràng không khí của ngày hội tòng quân. Theo thông tin từ Cục Quân lực Bộ Tổng tham mưu, qua 4 ngày 16, 17, 18 và 20 tháng 2, 63 tỉnh, thành phố trên cả nước đã cơ bản giao nhận đủ quân số theo kế hoạch. Trường hợp tân binh là F0 đang quản lý, theo dõi tại địa phương, được cơ quan y tế xác định khỏi bệnh, không có biến chứng, di chứng, được Hội đồng Khám sức khỏe Nghĩa vụ quân sự kết luận đủ tiêu chuẩn sức khỏe nhập ngũ, thì thực hiện giao nhận quân theo quy định. Các trường hợp tân binh nhập ngũ xuất hiện triệu chứng sẽ tạm thời cách ly đến khi xác định rõ tình trạng sức khỏe. Theo đánh giá, chất lượng tân binh năm nay cao cả về sức khỏe, trình độ văn hóa và chất lượng chính trị. Số tân binh nhập ngũ là đảng viên, con em đồng bào dân tộc cũng tăng cao. Các hoạt động của tân binh trong tuần đầu tại đơn vị được triển khai bài bản, tùy cấp độ dịch sẽ có hình thức, số lượng phù hợp trong từng nhóm hoạt động cho tân binh. Những giải pháp đồng bộ thống nhất đó trong toàn quân nhằm bảo đảm cho các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới an toàn phòng dịch, sẵn sàng cao nhất cho 3 tháng huấn luyện tân binh.